Chào mừng các bạn đến với Điện tử tương lai. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái mô đun vân tay R305. Thì đây là mô đun vân tay của mình. Nó sử dụng điện áp từ 3.3 cho đến 6V. Đó. Thì cái mô đun này rất là thông dụng. Các bạn có thể sử dụng kết nối với Arduino hoặc là các bạn có thể sử dụng riêng cũng được. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng riêng với một cái mạch giải mã như thế này. Còn khi kết nối với Arduino thì các bạn sẽ có một cái thư viện sẵn. Thư viện của nó có sẵn trên mạng rồi, mình sẽ để link bên dưới để các bạn tải về. Thì cái module này của mình nó khá đơn giản, nó chỉ có 4 dây ra thôi. Nó có cho mình sẵn 4 giấc như thế này. Ở đầu tiên đó là đỏ là dương, đen là âm, vàng là dây TD, mình thường kết nối với chân 2 của Arduino á. Còn chân số 4 là RD, mình thường kết nối với chân số 3 của Arduino. Thì như mình đã nói thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng với cái mạch giải mã này. Thì mạch giải mã này của mình nó sử dụng điện áp là 12V. Đây, điện áp của mình sử dụng là 12V. Thì ngõ ra của nó là relay. Như vậy là khi các bạn sử dụng cái module vân tay này thì mình sẽ đóng ngắt một cái relay. Đó. Thì trên cái mạch giải mã này khi các bạn kết nối với cái module vân tay này á, thì nó sẽ đổi nguồn lại cho mình luôn. Tức là mình chỉ cần cấp một nguồn 12V thôi là nó sẽ sử dụng được cho hai cái như thế này. Thì đây là mặt của mình khi mình vừa cấp nguồn. Ở đây thì mình mắc thêm một cái tải 220V như thế này để các bạn có cái nhìn trực quan hơn. Thì mặt mình đầu tiên khi các bạn cấp nguồn thì mình khuyên các bạn nên reset mạch lại bằng cách mà nhấn giữ nút này. Reset mạch lại thì nó sẽ trở về trạng thái mặc định, tức là xóa bỏ các cái dấu vân tay trước đây. Đó, nó báo như vậy, tức là nó đã reset xong. Sau đó mình sẽ học cái dấu vân tay mà mình muốn sử dụng. Ở đây mình sẽ nhấn nút này một lần nữa. Sau đó mình đưa cái vân tay của mình vào. Đó, nó báo như vậy. Rồi bây giờ mình đưa ngón tay của mình vào này. Ngón đi sẽ bật lên. Đó. Còn khi các bạn đưa sai, ví dụ mình đưa ngón cái vào chẳng hạn, thì nó báo lỗi. Khi mình đưa lại ngón trỏ của mình thì ông đèn tắt, muốn bật lại này. Đó, ông đèn bật tắt này. Ở đây nếu các bạn muốn học một dấu vân tay khác, ví dụ như muốn học con cái chẳng hạn, thì các bạn nhấn nút này một lần nữa giống như lúc nãy. Sau đó mình đưa con cái vào. Bây giờ thì cả con cái và con trỏ mình đều sử dụng được. Đó. Rất là đơn giản. Ở đây thì trên mặt của mình nó có một cái zoom. Ở zoom đầu tiên đó là khi các bạn quét một lần thì nó bật, quét tiếp một lần nữa thì nó tắt. Khi các bạn chuyển sang ở cái zoom này ở mức 2 và 3 thì cái đèn của mình nó sẽ bật trong vòng 10 giây thôi. Ở đây mình quét này, mình sẽ để zoom này, 10 giây sau thì nó sẽ tự tắt. Bóng đèn mình tắt ở trên cái vân tay mình sẽ tự tắt luôn nè. Đó, bóng đèn mình sẽ tự tắt. Về cơ bản thì mạch của mình đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu cần tư vấn thì có ý tưởng gì mới lạ để lại bình luận ngay bên dưới. Và đừng quên like và subscribe kênh của mình để theo dõi các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.